Thực ra nhá, cháu vẫn chưa bao giờ được nghe ông ngâm thơ đâu. Hay ông cho cháu vào tham gia với nhá. Láo nữa. Anh biết cái gì mà đòi trèo vào thơ của các cụ? Thì cháu chỉ ngồi xem thôi. Câu lạc bộ thơ là chắn của ông Kiêu thế. Ngồi nghe không được à? Thôi, lắm chuyện. Đi đi. Ô, của Mão đấy à? Chà. Chà đâu? Đây. Ê, sao mà cụ bỏ đi hoạt động thế? Bà. Chào các ông. Độ này bận. Ông bà đi ngâm thơ mà mang cả rau củ quả theo. Cứ như là đi chợ nhỉ? Hôm nay là câu lạc bộ thơ. Chúng mình là sáng tác theo cái chủ đề là đi chợ. Đi chợ. Thôi. Tất cả những gì cô sẽ diễn đều đúng hết. Tôi ghét cô từ quá khứ, ghét tới tận bây giờ. Cho nên tôi đang tìm cách tác động vào nhân viên, chia rẽ nội bộ để tôi được ngồi vào chiếc ghế đó. Tóm lại, tôi rất ghét cô. Cô hài lòng chứ? Không sao. Anh không thích tôi. Vì sĩ hay vì bất kỳ lý do gì, tôi cũng không quan tâm. Nhưng để tôi nói cho anh nghe một điều. Thứ nhất, tôi không yêu người mà tôi thấy không xứng đáng. Thứ hai, giữa tôi và anh chỉ có thể là đồng nghiệp hoặc đối thủ. Nếu anh chọn là đồng nghiệp thì anh phải xem lại thái độ của mình, tập trung vào công việc, làm tốt những việc tôi giao và phát huy hết năng lực của anh. Còn nếu như tôi lựa chọn là đối thủ thì sao? Trời ơi! Sao lại đưa cái từ ôi giời ơi để vào đây? Cậu nói mùi mắm tôm ấy à? Sao lại ôi giời ơi? Có gì đâu phải to tiếng chứ. Với lại nội quy tòa nhà cũng đâu có cấm mang mắm tôm lên đâu. Nội quy tòa nhà người ta không cấm. Nhưng mà nếu là người có văn hóa, cậu ơi, là người có học ấy, thì người ta không bao giờ làm như thế. Cái tòa nhà này là nơi làm việc của rất nhiều người, có cả người nước ngoài. Thế mà mang mắm tôm vào đây xong rồi để vương vãi như thế này, mọi rợ. Này, anh quá lời rồi đó. Mời anh tránh qua một bên để mẹ tôi đi rửa tay. Đừng nghiền đấy. Đừng đây để tôi lập biên bản. Cậu ơi, tôi cẩn thận lắm. Tôi không đánh đổ ra sàn, cũng không văng gì lên tường. Cậu đừng lập biên bản. Được rồi, anh cứ lập biên bản đi. Tôi sẽ ở đây để xử lý với anh. Con. Không sao đâu mẹ. Mẹ đi rửa tay đi. Đứng lại đấy. Đứng lại. Gì đây? Dậy. Huyền ơi. Huyền. Dạ. Giờ này mày vẫn còn ở đây à? Có chuyện gì ạ? Thằng Phúc nhà mày nó đi xe máy gây tai nạn cho con bé con nhà thằng Trường ngoài cổng chợ kia kìa. Đang cấp cứu ở trạm xá.